Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện tri ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng Cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, một trong những món quà quý nhất Thiên Chúa ban cho con người đó là sự tự do, và Ngài cũng rất tôn trọng sự tự do của con người. Ngài luôn luôn mời gọi con người chứ Ngài không ép buộc, và lại trong tình yêu thì không có ép buộc mà chỉ có sự tự nguyện. Phụng vụ của Chủ nhật tuần thứ 26 thường niên giáo hội cho chúng ta thấy Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác với Ngài, và Thiên Chúa mời gọi con người đáp lại tình yêu của Ngài. Qua bài tin mừng hôm nay, giáo hội chúng ta nghe lại câu chuyện mà Chúa Giêsu đã kể về hai người con được mời gọi đi làm vườn nho cho cha mình. Người con thứ nhất thì nói không đi, nhưng sau anh ta hối hận và đã đi. Còn người con thứ hai thì nói đi nhưng rồi lại không đi. Và Chúa đánh giá cái người con thứ nhất ban đầu dường như anh ta không muốn đi, nhưng sau anh ta lại đi. Và Chúa nói cái người đó là người thi hành thánh ý Chúa Cha. Và chúng ta nhớ lại câu Chúa nói, không phải những ai nói lạy cha mà được vào nước trời đâu, mà chỉ có kẻ thi hành thánh ý Chúa Cha mà thôi. Chúng ta cầu nguyện cho nhau cho thánh lễ hôm nay để xin Chúa giúp cho chúng ta được tình yêu đủ lớn để chúng ta can đảm thi hành thánh ý Chúa Cha, mặc dầu có những lúc chúng ta cảm thấy rằng không thích, nhưng chúng ta biết rằng thánh ý Chúa Cha là điều tốt lành, và chỉ khi nào chúng ta thi hành thánh ý Chúa Cha chúng ta mới thực sự yêu Ngài mà thôi. Trong thánh lễ hôm nay chúng ta cũng dâng để cầu nguyện cho những anh chị em đã ra đi trong cơn đại dịch coronavirus. Và những anh chị em chúng ta cầu nguyện cho thánh lễ hôm nay đó là linh hồn Giuse Nguyễn Văn Mai, Giuse Bùi Ngọc Dạ Gang, Maria Bùi Thị Tháp, Maria Vũ Thị Ngọt, Phêrô Đặng Văn Tuy, Maria Đào Thị Ngân, Francisco Đặng Đức Vĩnh, Giuse Nguyễn Văn Nguyệt, linh hồn Anna. Một gia đình xin cầu nguyện cho hai bên nội ngoại đã qua đời, và linh hồn ông cố Giuse. Chúng ta dâng những linh hồn này lên Chúa, xin Chúa thương đưa họ vào hưởng hạnh phúc nước trời. Và cũng có một gia đình xin chúng ta cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa với họ. Giờ đây trước khi bước vào thánh lễ, chúng ta hãy thành tâm sám hối mọi lỗi lầm của chúng ta trước thánh nhan Chúa, làm hòa với Thiên Chúa và anh chị em của mình để cuộc lễ chúng ta dâng đây được đẹp lòng Ngài.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỏi đèn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cả thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Chính Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngài hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Có lời Đức Chúa phán như sau: các ngươi nói đường lối của Thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính của mình mà làm điều bất chính. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều giữ nó đã làm và thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Đó là lời Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng đáp. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Lạy Chúa, đường đeo Ngài, xin dạy cho con biết lối đi của Ngài. Xin chỉ bảo con, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài
là Thiên Chúa cứu độ con. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Sớm hôm con những cậy trong Ngài, bởi vì Ngài nhân ai. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu. Ngài đã từng biểu nổ từ muôn thuở muôn đời. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Tuổi xuân trót dại bao lỗi lầm, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Chúa là đương nhân từ chính trực, chỉ lỗi cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của người. Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu của Ngài. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trót bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô nệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng danh hiệu trội vượt trên mọi ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Chúa Giêsu, cả trời đất, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Tung hô tin mừng. Hallelujah. 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 Chúa nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Hallelujah. 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 Chúa cùng anh chị em và cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "What is your opinion? A man had two sons. He went and said to the first, 'My boy, you go and work in the vineyard today.'
He answered, I will not go. But afterwards, thought better of it and went. The man then went and said the same thing to the second, who answered, Certainly, sir, but did not go. Which of the two did the father's will? The first, they said. Jesus said to them, I tell you solemnly, tax collectors and prostitutes are making their way into the kingdom of God before you. For John came to you, a pattern of true righteousness, but you did not believe him. And yet the tax collectors and prostitutes did. Even after seeing that, you refused to think better of it and believe in him. Đó là lời Chúa. Kitô, lời khen Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn. Ngài dùng dụ ngôn để nói, dùng những câu chuyện hàng ngày để giải thích cho chúng ta những điều mà chúng ta cảm thấy khó hiểu, đặc biệt là về mầu nhiệm nước trời. Trước khi chúng ta nghe dụ ngôn của Chúa Giêsu thì chúng ta cũng hiểu cái bối cảnh mà Ngài nói dụ ngôn này. Bối cảnh là Chúa Giêsu vào đền thờ và xua đuổi tất cả những người buôn bán, đổi tiền, đổi bạc ở trong đền thờ. Và Ngài cũng chữa lành những người đuôi mù què quặt. Như thế thì các biệt sĩ và các kinh sư đã đến hỏi Ngài rằng, ông lấy quyền gì mà ông làm điều đó? Và ai cho ông cái quyền đó? Chúa Giêsu nói, được rồi, nếu các ông trả lời cho tôi câu này thì tôi sẽ cho các ông biết ai sẽ cho tôi quyền đó. Phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả là từ trời hay là từ con người? Họ bàn tán với nhau, nếu chúng ta nói từ trời thì Đức Giêsu sẽ nói tại sao các ông không tin? Và nếu chúng ta nói là từ con người thì chắc mọi người sẽ kết án họ, bởi vì mọi người đều tin rằng Gioan Tẩy Giả là một tiên tri. Thì họ mới nói với nhau rằng, thôi bây giờ trả lời là chúng tôi không biết. Nếu vậy thì Chúa Giêsu kể cho họ một dụ ngôn này và muốn họ trả lời. Dụ ngôn có hai người con, người cha có hai người con. Chúng ta biết ở trong văn hóa của Do Thái, về mặt sĩ diện và về mặt tai tiếng rất là quan trọng. Thì khi mà Ngài nói người cha có hai người con, và người con thứ nhất, người cha nói rằng hãy đi ra giúp cha làm vườn nho, thì anh ta trả lời liền, không, con không đi. Điều này nói lên là đúng là một người con bất hiếu. Tại sao người cha đã lo lắng cho đủ chuyện mà khi nhờ vả lại không được một chút gì? Tuy vậy, anh ta suy nghĩ lại và nghĩ tới những tình thương của cha, và anh đã đi ra làm vườn nho cho cha. Còn người con thứ hai thì khi cha nói, này cha nhờ con chút việc, con ra coi vườn nho cho cha, thì nhanh nhậu trả lời rằng con sẽ đi. Điều này mọi người nhìn vào nói, ôi cha, ông có đứa con quá tốt, có hiếu, biết vâng lời, nhưng ngược lại không đi. Thì Chúa Giêsu hỏi, vậy thì đứa nào là đứa biết nghe ý cha? Thì câu hỏi rõ ràng và câu trả lời cũng quá sức rõ ràng, đó là người con thứ nhất. Mặc dù cả hai người con đều là không người nào có gọi là lý tưởng, bởi vì một đứa thì ngang tàng nhưng lại làm ý cha, còn một đứa thì ra vẻ rất là ngoan ngoãn nhưng lại không làm ý cha. Có lẽ là lý tưởng tức là biết làm theo ý cha và biết vâng theo ý cha.
Điều này, Ngài qua câu hỏi thứ nhất, thì Ngài biết rằng đối với những người kinh sư luật sĩ biệt phái thì họ đã không nghe Gioan Tẩy Giả, không chấp nhận điều đó và cũng không chấp nhận chính Ngài luôn. Trong khi những người thu thuế lại là những người luôn luôn, mặc dù gọi là người tội lỗi, nhưng họ luôn luôn biết thống hối ăn năn và trở về cùng Thiên Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thực thi ý Chúa. Không phải những ai nói lạy Chúa là vào Đức Trời, nhưng những người thực thi ý Chúa. Và Ngài cũng nói rằng, ta muốn lòng nhân hậu hơn là của lễ. Ta muốn việc làm của các ngươi hơn là những nghi thức. Đi nhà thờ, nhà thánh làm đủ chuyện, nhưng mà về nhà thì nói hành, nói xấu, hoặc là không biết tha thứ, hoặc là không biết sống cảm thông. Thưa quý ông bà và anh chị em, câu hỏi đối với chúng ta là chúng ta thuộc loại người nào? Chúng ta đôi khi cảm thấy rất khó trả lời, nhưng có những câu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn chúng ta thuộc loại người nào. Chúng ta biết là có thời gian tôi làm việc ở nhà thờ chính tòa, và thường thường đây cũng là cái vấn đề ở trên nóc nhà thờ chính tòa thì có rất là nhiều con chim, và con chim nó khi mà nó đậu trên đó thì nó hay hay xả ở trên đền thờ. Thứ nhất là nó làm như vậy thì nó hư, và thứ hai nữa là cái chất phân nó cũng có axit nữa. Thành ra cha của nhà thờ chính tòa muốn không biết làm sao mà để cho chim này nó đi. Thì thường thường thì người ta hay dùng những cái gai trong để cho nó khỏi đậu. Nhưng mà làm gai trong mà để cho khắp cái gốc mái nhà thì không biết làm sao để cho hết. Rồi có cha thì đề nghị là mình phải lấy súng ra mình bắn, nghe tiếng súng nó bay đi chỗ khác. Thì thực ra đó thì họ cũng làm một cái máy phát thanh, và lâu lâu họ phát thanh ra một cái tiếng là tiếng gì đó đặc biệt lắm, là mấy con chim nó cũng sợ nó chạy đi. Nhưng mà cũng một cha đề nghị là tôi bây giờ mình chỉ cần rửa tội cho nó thôi là nó sẽ đi. Nói chúng ta nghe thấy tất cười, nhưng mà nhiều khi nhiều gia đình chỉ rửa tội cho con và sau đó thì không trở lại nhà thờ nữa. Có câu chuyện khác kể rằng là một ông thầy, ông mất chìa khóa và ông ra trước nhà ông kiếm chìa khóa. Và khi ta thấy thầy kiếm chìa khóa thì ai cũng giúp thầy kiếm chìa khóa. Nhưng mà kiếm hoài kiếm không ra, thì hỏi thầy, thầy có nhớ là thầy để ở ngoài đây hay là ở trong nhà? Thì thầy nói là thầy để trong nhà. Nói, ủa, nếu mà thầy để trong nhà thì tại sao thầy để kiếm ngoài đây? Thì thầy nói, ở ngoài đây thì trời sáng, còn trong kia nó tối quá. Câu chuyện chúng ta nghe, chúng ta thấy sao nó vô duyên lạ thường. Thật vậy, có nhiều người giả sử nói đi lễ, ồ cha 12:30 giờ ăn trưa không đi được, nếu mà 8:00 sáng thì quá sớm. Hoặc là bây giờ thôi, bây giờ chỉ có online thì đi thôi. Bây giờ nếu mà không còn online nữa thì thôi không đi. Tức là những người chỉ chọn theo cái sự thuận tiện của chính mình. Đôi khi chúng ta cũng lọt vào trong những cảnh huống như vậy. Chúng ta làm theo ý muốn của mình, nhưng thật sự chúng ta không làm theo những gì mà chúng ta được mời gọi. Một nhà thần học, ông ta có tên là Dietrich Bonhoeffer. Ông ta nói về là sự rải mạc của ân sủng. Cheap grace.
Ông ta nói rằng những người chỉ rửa tội nhưng mà không giữ đạo thì đó là một sự rẻ mạt của ân sủng. Những người muốn đi rước lễ mà lại không nhận biết tội lỗi của mình để xin xưng tội cũng là một ân sủng rẻ mạt. Những người muốn được tha tội nhưng lại không dốc lòng chừa cãi cũng là một ân sủng rẻ mạt. Những người muốn làm môn đệ Chúa mà lại không bác thánh giá chính mình mà đi theo Chúa cũng là một ân sủng rẻ mạt. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi xin được kết thúc với lời nguyện của Thánh Augustine. Ông ta từ là một tội nhân, từ một người không người con hoang đàng nhưng đã trở nên một vị thánh. Ông ta đã viết qua lời thú tội rằng: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá muộn màng. Ôi vẻ đẹp của ngàn xưa, nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát trẻ trung. Con yêu mến Chúa quá trẻ, Chúa ở bên trong tâm hồn con, còn con sống hời hợt bên ngoài, và chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa ở đó. Chúa hiện diện ở trong con, nhưng con không sống ở trong Chúa. Nhiều tạo vật đã kìm hãm con sống xa Chúa. Chúa gọi tên con, Chúa đã lớn tiếng kêu gọi con, Chúa đã đâm thủng đôi tai giả điếc làm ngơ của con. Chúa đã tỏa ánh sáng chiếu soi và đã phá tan màn đêm tối dày đặc nơi con. Chúa thở ra hơi thơm ngào ngạt, con hít vào và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con luôn cảm thấy nung nấu được hưởng sự bình an trong Chúa. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, điều làm Thiên Chúa vui lòng và là thực thi thánh ý của Người. Để có đủ nghị lực và can đảm thực thi thánh ý Chúa, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin. Đức Kitô đã thiết lập hội thánh để đem lại ơn cứu độ cho muôn dân.
Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban nhiều ân sủng cho hội thánh trên khắp hoàn cầu, để hội thánh được mãi mãi là bạn tinh tuyền của Người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em hãy có những tâm tình như Đức Kitô Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ánh sáng soi dẫn con người trong thế giới hôm nay, biết tìm kiếm chân thiện mỹ để tất cả các dân tộc đều nhận được ơn cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Những người thu thuế và kẻ tội lỗi được vào nước trời vì đã khiêm tốn tin nghe và làm theo lời Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết mau mắn lắng nghe và thực hành lời Chúa trong đời sống hàng ngày, không chỉ bằng những lời nói suông mà bằng những việc cụ thể. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chỉ có ai làm theo ý Cha trên trời mới được vào nước trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn ý thức tình trạng tội lỗi của mình, biết sống khiêm tốn, từ bỏ, vâng phục, mến yêu và mau mắn đáp lời mời gọi của Chúa bằng việc tích cực dấn thân cộng tác để cộng đoàn trở nên hiệp nhất và chan hòa tình thương. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa chúc lành cho tiến trình bào chế vaccine COVID-19 sớm thành công, để cuộc sống nhân loại trở về bình an như lòng con người hằng mong ước. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời trong cơn đại dịch coronavirus và những anh chị em chúng con cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay. Linh hồn Anna, một gia đình xin cầu nguyện cho hai bên nội ngoại đã qua đời. Linh hồn ông cố Giuse, linh hồn Nguyễn Văn Mai mới qua đời, Giuse Bùi Ngọc Gang mới qua đời, Maria Bùi Thị Tháp, Maria Vũ Thị Ngọt, Vero Đặng Văn Tuy, Maria Đào Thị Ngân, Francisco Đặng Đức Vĩnh, Giuse Nguyễn Văn Nguyệt và một gia đình xin tạ ơn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha, xin nhận lời cho con khẩn nguyện và ban cho chúng con mọi ơn cần thiết để chu toàn thánh ý Cha trong cuộc đời. Nhờ đó, chúng con luôn luôn xứng đáng là những người con yêu dấu của Cha theo gương Đức Kitô Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy tế của tôi cũng là của anh chị em và Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận và mở cho chúng con nguồn mạch ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người. Để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài, Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca tụng Chúa và tung hô rằng: Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đứng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúc con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ngài đến hầu tăng trong rong cấp hoàng cao để khen toàn hầu tăng trong đức men cùng với Đức Chúa Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Phêrô Trung Công và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến các tôi tớ Chúa mà chúng con cầu nguyện hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các Thánh Tông Đồ, Thánh Martino và các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, là khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thê chân bền an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đời Chiên Thiên, Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đi dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa giữ đây. Chúa là mối tình còn dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con yên sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho. Chúa hiện diện trong bí tích thân thể, con yêu Chúa trên hết mọi sự, và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thân thể, xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô Con Một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy song chúc anh chị em ra về bình an. Ta ơn Chúa. Mẹ là suối nguồn, Chúa yêu, giữa sân mạc hoàng. Mẹ là chân thân, đêm về chiếu sáng minh mông. Mẹ là tiếng hát du thiên, giữa đêm hè vắng. Mãi mãi mây là mây trời, niềm rộng thánh thơ. Trong ân tình hồn con tha thiết yêu mẹ, mẹ từ dòng sông tình tuyền sức sống vô biên, mẹ là hy vọng đưa con về bên bình an, lớn khát phiên dương tìm về mẹ đầy âu yếm. Là suối mát chiều nguyên giữa sa mạc hoang, mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng linh hồn, mẹ là tiếng hát du lên giữa đêm hè vắng, mãi mãi mẹ là mây trời tìm dòng thánh ca. Như cây môn thần, mẹ là bóng mát duyên hiền. Mẹ như sao mai trôi đường dẫn lối trong đêm, là một trong tay tình yêu một suối người an. Tiếng hát du hiền gợi ca tình mẹ yêu mến. Mẹ là chân thân đến về chiếu sáng minh mông, mẹ là tiếng hát du lên.